Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn phác đồ 12 vùng tăng cường sức đề kháng và miễn nhiễm, gọi tắt là 12 vùng miễn nhiễm. Thì phác đồ này mình dùng để tăng cường sức đề kháng và chống lại sự thay đổi của thời tiết và chống lại bệnh cảm cúm hay là chống lại cái sự lây lan của virus. 12 vùng như thế này, thì các bạn sẽ dùng cây sao chổi, đầu 3 này là đầu âm, đầu 1 này đầu dương. Thì trong thời tiết mà lạnh, người trạng thái bình thường mà thời tiết lạnh thì các bạn dùng đầu 1 này. Còn khi mà sốt thì các bạn sẽ dùng đầu 3 này. Bây giờ trong điều kiện bình thường mà môi trường xung quanh hơi lạnh chút thì mình sẽ dùng cái đầu 1 này để đồng thời làm tăng cường sức đề kháng và làm ấm cho cơ thể. Đầu tiên vùng thứ nhất các bạn này, các bạn gạch lên xuống hay dưới lên đều được hết. Qua lại như này 30 tiếng đếm. Vùng bên này cũng thế. Mục đích của mình là đang tăng cường sức đề kháng. Rồi, đây là vùng thứ nhất. Vùng thứ hai các bạn gạch từ sống mũi từ trên xuống dưới như này, từ dưới lên trên như thế này. Đây là vùng số 2. Đấy, cả lên cả xuống. Các bạn gạch 30 tiếng đếm. Vùng số 3 các bạn này, đây là góc cánh mũi, đây đầu mũi này, các bạn sẽ gạch như thế này. Cả hai chiều và các bạn đếm 30 tiếng đếm. Hơn tí một chút cũng không sao cả. Các bạn gạch cả hai bên. Rồi, tiếp theo. Cái vùng số 4 các bạn này, đây góc cánh mũi, đây đường pháp lệnh, các bạn gạch đến mép miệng như thế này. Cũng 30 cái. Tiếp theo bên này cũng 30 cái. Đấy vùng số 4. Tiếp theo vùng số 5 này các bạn này, ụ cằm, các bạn gạch qua lại như thế này. Cũng 30 tiếng đếm. Tiếp theo vùng xung quanh tai các bạn sẽ gạch này, ôm sát vào chân tai như thế này, 30 vòng. Rồi, tiếp theo bên này cũng 30 vòng. Thì đây là 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết của thầy Bùi Quốc Châu chế ra, phát minh ra. Sau này khi mà gặp các dịch bệnh hay là muốn tăng cường sức đề kháng cho bệnh nhân thì có phác đồ là tăng cường sức đề kháng và tăng cường sức miễn nhiễm, thì nó là bộ huyệt. Tuy nhiên bấm bộ huyệt nó hơi phức tạp, rắc rối, cho nên là mình bổ sung thêm những cái đường gạch này thành 12 vùng để cho các bạn nào chưa được học huyệt thì dễ tác động hơn. Tiếp theo đây là sẽ là vùng số 7 các bạn này, vùng mép miệng này. Các bạn có thể gạch đoạn dài này hoặc là chia ra. Các bạn có thể gạch mép bên này. Các bạn gạch qua cả đường pháp lệnh, vùng này là huyệt 38 tăng cường sức đề kháng và đây là huyệt kháng sinh nội sinh. Và gạch như này nó chạy qua cả huyệt số 7, 113 và huyệt số 63 và huyệt 38. Gạch hết bên đấy rồi các bạn gạch sang bên này. Đây là vùng số 7. Tiếp theo vùng số 8 các bạn thấy này, đây là đầu đại nhân trung này, sang bên này. Và giữa lòng đen xuống này các bạn gạch này. Đây là vùng số 8. Tiếp theo này, đây là giữa cánh mũi gạch sang đây và đây là giữa lòng đen xuống. Thì đây là vùng số 9. Các bạn gạch 30 tiếng đếm. Tiếp theo đây là góc cánh mũi. Các bạn gạch từ góc cánh mũi bên này sang góc cánh mũi bên kia cũng 30 cái. Đây là vùng số 10. Tiếp theo các bạn thấy đây đầu mũi. Đây là giữa hai cung mày, các bạn chia ra. Đây là giữa sống mũi. Các bạn gạch cái vùng này, hai bên sườn, giữa sống mũi như thế này. Khoảng 30 tiếng đếm. Bên này cũng thế, 30 tiếng đếm. Đây là vùng số 11. Tiếp theo vùng số 12 các bạn xem này. Lòng đen kéo lên và đây từ mí tóc trán này xuống đây là 1/4 trán kéo ra. Đây là vùng huyệt 300. Các bạn gạch như này. Cũng 30 tiếng đếm. Gạch bên trái cho các bạn này, gạch bên phải. Đó. Thì như vậy mình nhắc lại 12 vùng này. Vùng thứ nhất đầu mắt, vùng số 2 sống mũi, vùng số 3 vùng góc cánh mũi này, vùng số 4 này, hai bên đường pháp lệnh này, vùng số 5 ụ cằm, vùng số 6 xung quanh tai. Đó, vùng số 7 là mép miệng này, mép miệng môi trên này. Vùng số 8 này là vùng huyệt 50 bên phải này. Số 9 là vùng huyệt 37 bên trái này. Đấy, số 10 là góc cánh mũi này sang góc cánh mũi bên kia, 11 là hai bên sườn mũi, 12 là vùng huyệt 300. Đó là 12 vùng. Thì các bạn gạch như này á để phòng bệnh ấy, thì các bạn có thể gạch ngày một lần. Hoặc là khi mới tiếp xúc với bệnh hoặc là đi vào bệnh viện ấy, thì các bạn muốn gạch cho mình là để phòng và chữa bệnh là gạch ngày 3 lần. Còn khi các bạn hạ sốt ấy, thì các bạn sẽ dùng đầu ba chia này, các bạn gạch từ trên xuống dưới. Thì cứ khoảng hạ sốt thì các bạn cứ khoảng tiếng thì các bạn lại gạch một lần, gạch một ngày 7-8 lần cho đến khi mà hết sốt thì thôi. Phác đồ này là dùng để tăng cường sức đề kháng và miễn nhiễm, chống lại sự lây bệnh từ người bệnh nhân. Phác đồ này mình cũng hay dùng trước tiên để tác động cho bệnh nhân, để gia tăng sức đề kháng cho bệnh nhân, để khai thông trước, sau đó mình mới dùng các bộ huyệt khác. Hy vọng rằng với 12 vùng tăng cường sức đề kháng miễn nhiễm này sẽ giúp cho các bạn an toàn hơn trong những cái ngày mà mọi người hay là lo lắng về những cái dịch bệnh như thế này. Cảm ơn các bạn.